Kính chào quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi chương trình Người quan sát của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Vào ngày 30 tháng 10, Tổng thống Chile Sebastián Piñera tuyên bố nước này sẽ rút khỏi vai trò đăng cai Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC, dự kiến diễn ra trong 2 ngày là 16 và 17 tháng 11 tới tại thủ đô Santiago. Đây là lần đầu tiên một hội nghị cấp cao APEC theo kế hoạch bị hủy kể từ khi Diễn đàn Hợp tác Kinh tế khu vực thường niên này được bắt đầu tổ chức vào năm 1993. Với quyết định của chính quyền Santiago, khi chỉ còn khoảng 2 tuần diễn ra APEC theo kế hoạch, vẫn chưa rõ quốc gia nào sẽ đứng ra tổ chức đăng cai hay buộc phải hủy chính thức sự kiện năm nay. Và nó cũng đồng nghĩa với việc các vấn đề lớn dự kiến được bàn thảo tại quốc gia Nam Mỹ này trở nên bất định. Và chương trình Người quan sát ngày hôm nay sẽ cùng các vị khách mời phân tích vấn đề này. Xin được trân trọng giới thiệu nhà báo Phạm Phú Phúc, chuyên gia phân tích các vấn đề quốc tế. Và xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu, chuyên gia kinh tế. Xin được cảm ơn hai ông đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và trước tiên thì xin kính mời quý khán giả và các đồng chí chúng ta sẽ cùng theo dõi tổng hợp của chúng tôi về quyết định hủy đăng cai tổ chức APEC của Chile. Ngày 30 tháng 10, truyền thông Chile dẫn lời Tổng thống nước này Sebastián Piñera thông báo Chile sẽ không đăng cai hội nghị thượng đỉnh APEC dự kiến diễn ra trong 2 ngày 16 và 17 tháng 11 và hội nghị COP25 từ ngày 2 đến 13 tháng 12 tới đây. Đây là lần đầu tiên một hội nghị thượng đỉnh APEC theo kế hoạch bị hủy kể từ khi Diễn đàn Hợp tác Kinh tế khu vực thường niên này được khởi xướng tại Seattle, Hoa Kỳ vào năm 1993. Lý do được Tổng thống Chile Sebastián Piñera đưa ra là bởi do bất ổn chính trị liên quan tới làn sóng biểu tình kéo dài hơn 10 ngày. Ông Piñera cũng cho biết đây là một quyết định rất khó khăn với Chile bởi nước này hiểu rõ tầm quan trọng của APEC và COP25. Tuy nhiên, căn cứ tình hình phức tạp hiện tại thì đây là một quyết định hợp lý. Thông báo của ông Piñera đưa ra trong bối cảnh hàng loạt cuộc biểu tình và náo loạn diễn ra trên đường phố Chile đã hơn 2 tuần qua, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và khoảng 7.000 người bị bắt. Giữa tháng trước, Tổng thống Piñera đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau khi bạo lực nổ ra trên đường phố thủ đô Santiago. Trong một diễn biến liên quan, với quyết định của chính quyền Santiago khi chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là APEC sẽ diễn ra theo kế hoạch, vẫn chưa rõ quốc gia nào sẽ đứng ra tổ chức đăng cai hay buộc phải hủy chính thức sự kiện năm nay. Điều này cũng đồng nghĩa rằng các nước dự kiến mang những nguyện vọng lớn tới APEC năm nay trở nên bối rối. Thưa nhà báo Phạm Phú Phúc, bạn có thể nói là lần đầu tiên trong lịch sử APEC có một quốc gia chủ nhà đã tự hủy cái vai trò đăng cai tổ chức của mình. Vậy thì ông nghĩ sao về điều này cũng như là nguyên nhân của nó là gì? Vâng, tôi phải nói thêm ngay thế này. Chile không những là hủy cái việc đứng ra đăng cai tổ chức cái hội nghị thượng đỉnh của các nền kinh tế APEC dự kiến vào 16-17 tháng 11 tới, mà đồng thời với nó là kéo luôn theo cái hội nghị thượng đỉnh quốc tế về biến đổi khí hậu gọi là COP25. Lẽ ra cũng tổ chức ở Chile vào đầu tháng 12 thì cũng bị hủy luôn. Sau suốt hơn một năm qua biết bao nhiêu cái hội nghị để chuẩn bị cho cái cấp cao APEC này đã được họp ở các địa phương khác nhau của Chile. Giờ chỉ còn có 1 tuần, 2 tuần nữa là tổ chức cấp cao APEC ở Santiago, thế nhưng phải hủy. Thì đây là một cái quyết định rất khó khăn, rất đau đớn của Chile. Chính các vị lãnh đạo Chile đã nói như thế. Thế giờ nói về nguyên nhân, thì tại sao Chile phải đi đến những quyết định như thế? Thì như chúng ta biết, là Chile là một trong những cái điểm sáng, có thể là sáng chói về phát triển, về ổn định ở khu vực Mỹ Latin. Thế nhưng do những vấn đề nội tại của người ta, tôi sẽ nói tiếp theo đây, và do một cái quyết định mà tôi cho rằng nó không đúng lúc, đó là quyết định gì? Quyết định tăng giá tàu điện ngầm thêm 4%, chỉ bằng $0.04, tức là nó khoảng độ
trên dưới 1.000 đồng Việt Nam thôi. Thế là nó kéo theo một cái cuộc biểu tình của học sinh sinh viên, những cái người bị tác động đầu tiên vào cái việc tăng giá đó. Thế rồi nó không chỉ dừng ở đấy, cái việc tăng giá ấy nó lại kéo theo những vấn đề bức bối khác mà bấy lâu nay người dân Chile chưa có dịp để nói ra. Đó là những bất công trong xã hội, đó là những bất bình đẳng, và đó là vấn đề lương hưu, lương bổng, rồi giá sinh hoạt tăng, vân vân. Thì làm cho cái cuộc biểu tình ấy, nó bắt đầu từ 18 tháng 10, và lúc đầu thì nó chỉ là những cuộc biểu tình hòa bình, không có đụng độ gì cả, nhưng sau đấy thì đã máu đã đổ, hơn 20 người chết rồi. Thế nhưng, theo tôi, đây là vấn đề hiến pháp Chile không được sửa đổi. Suốt từ năm, những cái năm mà chế độ độc tài Pinochet quản lý đất nước Chile, nghĩa là từ năm 1973 đến năm 1990, thì cái hiến pháp ấy vẫn còn nguyên, bây giờ vẫn được áp dụng. Mà người Chile đã nhiều lần đòi hỏi là phải thay đổi hiến pháp. Bởi vì xã hội phát triển, mọi cái định chế, mọi cái cuộc sống, cái nền kinh tế, rồi cái thể chế đã thay đổi. Nhưng hiến pháp vẫn là hiến pháp cũ. Tất nhiên ý tôi không muốn nói là hiến pháp là phải thay đổi theo thời gian. Nhưng mà với những đất nước mà nó thay đổi nhiều như thế, thì hiến pháp phải thay đổi theo, thì mới kịp với cuộc sống. Vâng, xin được cảm ơn nhà báo Phạm Phú Phúc. Và thưa tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu, đúng như những gì mà nhà báo Phạm Phú Phúc vừa chia sẻ, thì Chile phải rất là khó khăn mới có thể đưa ra cái quyết định đó là hủy bỏ cái vai trò đăng cai tổ chức của mình. Vậy thì theo như quan sát của ông, cái mức độ khủng hoảng mà quốc gia này đang phải gánh chịu là như thế nào? Cũng như là cái việc mà đưa ra quyết định hủy này thì có gây ra những cái tác động quan ngại nào đối với quan hệ quốc tế của Chile hay không? Chắc chắn rồi. Trước nhất là những cái biến động về tình hình chính trị tại Chile trong cái thời gian vừa qua cho thấy rằng nếu mà bây giờ có một cái hội nghị được tổ chức tại Chile thì có thể cái hình ảnh của quốc gia đó bị ảnh hưởng. Cái điều thứ hai nữa là tất cả các chính phủ họ cũng đều lo ngại rằng nếu mà có những cái hội nghị quốc tế thì có thể những cái người biểu tình họ có thể lợi dụng cái tình trạng đó, lợi dụng cái cơ hội đó để nói lên tiếng nói của mình và có thể nó làm khó khăn cho tình hình nội bộ của quốc gia đó. Và chính vì những cái điểm đó, thêm vào một điểm nữa mà chính phủ Chile cũng nói ra là có thể về vấn đề an ninh, khó có thể bảo vệ an ninh cho các chính khách khi mà họ đến tham dự hội nghị, và chính vì những điểm đó mà họ rời lại. Thì cái việc mà rời lại đây có thể nói là một cái trường hợp mà vô tiền khoáng hậu. Thành ra cái việc mà trì hoãn cái hội nghị này nó ảnh hưởng không những tới Chile mà cho với toàn thế giới. Trong lúc này thì chúng ta biết rằng có rất nhiều những cái biến động trên tình hình thế giới. Cái cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc chỉ là một phần thôi. Rồi cái chiến tranh ở Trung Đông, cái vấn đề mà ở Syria, cái vấn đề của Thổ Nhĩ Kỳ, rồi những cái vấn đề mà ở ngay phía châu Á của mình, những cái vấn đề về chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Tất cả những cái biến động đó cho thấy rằng một hội nghị quốc tế mà được tổ chức trong một bối cảnh như thế, rồi cộng thêm vào những cái biến động chính trị tại quốc gia tổ chức nữa, thì tôi nghĩ rằng đây là một cái quyết định khó khăn của chính phủ Chile. Và thật sự ra tất cả thế giới cũng đều ngạc nhiên, và cho đến bây giờ thì chúng ta cũng chưa biết rằng quốc gia nào sẽ thay thế Chile để tổ chức APEC. Thì có lẽ chúng ta sẽ chờ đợi trong mấy ngày tới. Cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu và thưa nhà báo Phạm Phú Phúc ạ. Nhiều người thì đã có một cái lo ngại rằng sẽ có một cái tiền lệ xấu được tạo ra khi mà Chile quyết định là hủy bỏ cái vai trò đăng cai tổ chức hội nghị của mình. Vậy thì ông có cùng cái lo ngại đó với dư luận hay không? Không ai nghĩ rằng giá tàu điện ngầm chỉ có tăng có 4% mà dẫn đến cái sự kiện này. Thế thì tôi nói như thế để muốn nói rằng có tạo cái tiền lệ xấu hay không? Thì nếu như ở đâu đấy, ai đấy, nước quốc gia nào đấy mà tổ chức những hội nghị tương tự trong tương lai mà bị những cái sự kiện như Chile này thì đương nhiên cũng phải dừng lại. Tôi nghĩ rằng đây thực sự là nó cũng không hẳn là như thế. Và không hẳn là sẽ tạo một cái, nếu như ai đấy mà tổ chức cái hội thì đương nhiên, và thế giới cũng ủng hộ. Ý tôi muốn nói là thế giới cũng ủng hộ cái quyết định này,
của Chile. Bởi vì nếu sao, nếu như một hội nghị quốc tế lớn như thế mà diễn ra trong cái bối cảnh như thế, nghĩa là máu chảy ở ngoài đường phố, thì không ai, cái hội nghị đã báo trước là khó thành công rồi. Vâng, vậy thì ông có lạc quan không về việc là sẽ có một cái quốc gia đứng ra thay cho Chile đăng cai tổ chức hội nghị năm nay? Tôi xin nói luôn là để tổ chức được một hội nghị thượng đỉnh như thế, không phải ngày một, ngày hai làm được ngay. Nên đến thời điểm hiện tại, chưa có một cái nền kinh tế nào trong số 21 nền kinh tế của APEC đứng ra đăng cai thay Chile cả. Thế và tất nhiên là chúng ta còn thời gian, nó không thể APEC 19 mà kéo sang 20 được. Thế thì giờ có hai cái khả năng xảy ra: một là phải hủy, hai là từ nay đến ngày 31 tháng 12, có chăng một quốc gia, một cái nền kinh tế nào đấy đứng ra đăng cai thay Chile, nhưng cái khả năng ấy theo cái suy nghĩ chủ quan của tôi là hơi khó. Thế còn cái COP25 không hề kém phần quan trọng, thậm chí ở một lĩnh vực nào đó nó còn có tính chất bao trùm hơn, nó toàn thế giới hơn. Vì sao? Vì COP25 là cái hội nghị để triển khai các cái nghị quyết ở COP21, tức là cái hội nghị chống biến đổi khí hậu toàn cầu, hoặc ở Paris năm 2015. Thế và nếu như bình thường thì nó được tổ chức ở Chile trong cái bối cảnh là đang có những báo động đỏ về cái tác động của biến đổi khí hậu. Thì cái hội nghị ấy, theo tôi được biết, thông tin mới nhất mà tôi biết, là Liên Hợp Quốc, hơn ai hết là Liên Hợp Quốc đau đầu đấy. Và Liên Hợp Quốc đã dự định tìm những một số địa điểm thay cho Chile. Thí dụ như trụ sở chính ở Liên Hợp Quốc ở New York, hoặc trụ sở thứ hai ở Geneva, hoặc nữa thí dụ như ở Bonn, cũng người ta cũng đã tính tới, rồi ở Nairobi của Kenya. Thế nhưng đến cái thời điểm này thì chưa có một cái địa điểm nào được chốt cả. Nghĩa là gì? Nghĩa là COP25 vẫn còn bỏ ngỏ đấy, vẫn chưa có một cái vị trí nào, chưa có một cái nơi nào đứng ra đăng cai thay cho Chile cả. Vâng, xin được cảm ơn nhà báo Phạm Phú Phúc. Cho tôi góp ý về cái chuyện này. Câu hỏi là liệu là nó có tạo ra một cái tiền lệ hay không? Tôi nghĩ rằng nó tạo ra một cái tiền lệ. Đúng rồi. Tại vì từ trước đến giờ chưa có cái chuyện này xảy ra. Thì cái việc này nó xảy ra như thế cũng là một cái mà có thể nó sẽ xảy ra trong tương lai. Và tôi nghĩ rằng cái việc mà chính phủ Chile hoãn lại là một cái điều hợp lý với tất cả những cái biến động tại Chile. Tuy nhiên chúng ta cũng phải biết rằng một cái quốc gia mà họ đăng cai để mà tổ chức một hội nghị APEC là họ đã tính toán đến tất cả những cái khía cạnh về tình hình nội bộ cũng như sự phát triển kinh tế của họ để mà tổ chức một hội nghị. Nhưng mà trường hợp của Chile là một cái trường hợp mà nó xảy ra rất là bất thường. Chỉ có vài tuần lễ trước khi mà tổ chức hội nghị thì nó xảy ra những cái biến động tại Chile, và nó có thể xảy ra tại nhiều quốc gia khác. Thành ra tôi nghĩ rằng đây nó tạo ra một cái tiền lệ cho các quốc gia khi mà tổ chức và có những biến động như thế thì nó các quốc gia có thể hoãn lại. Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu ạ, thực tế là tâm điểm của hội nghị APEC năm nay đó chính là cái cuộc gặp được chờ đợi giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Và phía mình thì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cũng cho biết là ông dự định sẽ ký cái giai đoạn 1 của thỏa thuận thương mại Hoa Kỳ-Trung Quốc bên lề hội nghị APEC năm nay. Vậy thì cái việc mà Chile hủy bỏ cái vai trò đăng cai tổ chức hội nghị APEC này thì có liệu rằng nó sẽ tạo ra một cái rào cản nào mới cho thỏa thuận thương mại Hoa Kỳ và Trung Quốc hay không? Cái câu trả lời của tôi là không. Thật sự ra thì trong mấy ngày vừa qua thì chính phủ của ông Trump cũng đã tính đến cái việc mà sẽ hai bên sẽ ký những cái thỏa thuận bất kỳ ở một thời điểm nào hoặc là một quốc gia nào. Nhưng mà ông Trump thì ông ấy là cái người mà luôn luôn ông ấy tìm những cái cơ hội như thế để mà biểu hiện chính mình và cái vai trò của Mỹ trong nền kinh tế toàn cầu. Thành ra ông ấy muốn là thực hiện cái việc mà ký kết một cái thỏa thuận với Chủ tịch Tập Cận Bình trong cái cuộc hội nghị này, là trong cái ý đồ đó.
Thế nhưng mà nếu mà không xảy ra ở Chile cũng sẽ xảy ra ở chỗ khác. Và có thể ông ấy có thể mời cả Chủ tịch Tập Cận Bình đến Washington để mà ký kết một cái hiệp định như thế, hoặc là có tại một quốc gia thứ ba. Thành ra tôi không nghĩ rằng cái việc mà hoãn hội nghị APEC ở Chile sẽ trở ngại cho cái việc mà Mỹ và Trung Quốc sẽ có một cái thỏa thuận. Còn nhà báo Phạm Phú Phúc có cùng quan điểm với tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu hay không? Theo ông thì liệu rằng nếu không có APEC thì sẽ có được cái thỏa thuận thương mại Hoa Kỳ-Trung Quốc hay không? Theo những cái thông tin mới nhất thì thế này, cả hai bên, tức là Mỹ và Trung Quốc, đều nói rằng phải cứu cái đó, phải ký được cái đó. Thế ký ở đâu? Thì là phía Nhà Trắng ấy đề nghị rằng hoặc là tổ chức ở Alaska, hoặc nữa ở Hawaii. Thế còn phía Trung Quốc thì lại muốn tổ chức ở Macau. Cái bàn để ký ấy, cái nơi ký ấy là sẽ là Macau. Thế thì giờ đầu tiên là đã mâu thuẫn về cái đó đã, cái địa điểm chưa tổ chức. Thế và cái bất đồng thứ hai, cũng đã có ý kiến từ cả Nhà Trắng, lẫn Trung Nam Hải, lẫn Bắc Kinh, đều nói rằng biết đâu đấy trong cái rủi lại có cái may. Không có APEC Chile, không kéo theo là không có cái thượng đỉnh Mỹ-Trung, và kéo theo nữa là không có cái giai đoạn một. Thì chúng ta đây là Mỹ và Trung Quốc, lại có thêm thời gian để thương thảo và bàn luận cho nó xác đáng hơn, nó kỹ hơn, để cái giai đoạn một đấy ký một lúc nào đấy nó phải là cơ sở vững chắc cho giai đoạn hai. Và nữa, cũng có một cái ý kiến nêu ra là nếu không tổ chức cái cấp cao Trung Mỹ, nghĩa là Donald Trump không gặp Tập Cận Bình, thì sẽ cử các bộ trưởng kinh tế thương mại của hai bên ký cái giai đoạn một ấy, vì có những ai đấy ở trong cuộc sợ rằng nếu như giai đoạn một không được ký đi, biết đâu đấy nay mai lại có những cái biến động trong quan hệ song phương, hay có vấn đề này vấn đề khác, thì rồi giai đoạn một cũng không được ký, thì giai đoạn hai, nghĩa là hoàn tất cái bản hiệp định thương mại Mỹ Trung ấy, biết bao giờ mới có được. Và đấy là những cái thực tế hiện nay là như vậy. Và trong bản tài liệu công bố ngày 1 tháng 10, các chuyên gia của WTO dự báo thương mại hàng hóa toàn cầu sẽ chỉ tăng 1,2% trong năm 2019, thấp hơn một nửa so với mức dự báo 2,6% đưa ra vào tháng 4 vừa qua, và giảm mạnh so với mức tăng trưởng 3% vào năm 2018. Các chuyên gia của WTO cũng cho biết tăng trưởng xuất khẩu trong năm 2019 sẽ bị sụt giảm tại hầu hết mọi khu vực trên thế giới. Ví dụ, tăng trưởng xuất khẩu ở Bắc Phi dự báo sẽ là 1,5%, giảm 2,8 điểm so với năm 2018. Tại châu Á và châu Âu, các mức tăng trưởng xuất khẩu dự báo sẽ lần lượt là 1,8% và 0,6%, tương ứng với mức giảm 2 điểm và 1 điểm. Tương tự như WTO, trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới 2019, công bố ngày 15 tháng 10, Quỹ tiền tệ Thế giới IMF đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2019 xuống mức 3% và mức 3,4% cho năm 2020. Giải thích cho hành động này, IMF cho biết kinh tế thế giới đang phát triển với nhịp độ yếu nhất kể từ thời điểm xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 10 năm trước, trong khi các xung đột thương mại gia tăng cũng làm giảm lòng tin của giới đầu tư và kinh doanh. IMF cũng đưa ra cảnh báo rằng kinh tế toàn cầu đang đồng thời trải qua giai đoạn vừa giảm tốc vừa phục hồi không chắc chắn. Trước đó, trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Toàn cầu 2019 của mình, Ngân hàng Thế giới WB cũng đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm nay xuống 2,6%, trong bối cảnh thế giới đối mặt với tranh chấp thương mại căng thẳng giữa các nền kinh tế lớn, đầu tư và tín nhiệm toàn cầu sụt giảm. WB cũng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2020 ở mức 2,7%, thậm chí có thể giảm xuống 1,7% nếu căng thẳng thương mại tiếp tục leo thang. Cùng chung bức tranh kinh tế màu xám của năm 2019, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD cũng đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu từ 3,3% xuống 3,2%. OECD cũng hối thúc các chính phủ giải quyết tranh chấp thương mại, đồng thời khẩn trương đưa ra những phương án mới để phục hồi tăng trưởng. Bên cạnh đó, các quốc gia trên thế giới cũng cần phải đầu tư vào cơ sở hạ tầng, chuyển đổi số và kỹ năng,
nhằm đáp ứng các thách thức trong tương lai. Thưa nhà báo Phạm Phú Phúc, 2 năm trở lại đây thì câu chuyện về căng thẳng thương mại Hoa Kỳ-Trung Quốc thì gần như là chiếm trọn sự quan tâm của dư luận, đặc biệt là tại hội nghị APEC. Và còn nhớ là vào cái thời điểm này năm ngoái thì chính những cái sự mâu thuẫn giữa hai nền kinh tế lớn nhất APEC là Hoa Kỳ và Trung Quốc thì đã khiến cho hội nghị APEC năm 2018 trở thành một cái hội nghị đầu tiên mà không đưa ra được một tuyên bố chung. Vào thời điểm hiện tại, theo như quan sát của nhà báo Phạm Phú Phúc, thì những căng thẳng giữa hai nền kinh tế là Hoa Kỳ và Trung Quốc thì đã có những diễn biến mới như thế nào và nó tác động ra sao tới bức tranh kinh tế toàn cầu? Vâng, đúng như vậy. Cái hội nghị thượng đỉnh APEC năm 2018 tổ chức tại Papua New Guinea đã không ra được tuyên bố chung. Và đây là lần đầu tiên một cái hội nghị cấp cao ấy không ra được tuyên bố chung. Vì sao? Rất đơn giản. Vì cái cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Thế còn giờ nói nó tác động như thế nào? Thì đương nhiên rồi, những người trong cuộc cụ thể là Mỹ-Trung chịu tác động nhiều nhất. Với Trung Quốc, ba quý đầu năm nay, tăng trưởng GDP chỉ có 6%. Đây là mức thấp hơn dự đoán và thấp nhất trong gần 28 năm qua. Thế còn với Mỹ, vì nền kinh tế lớn hơn nền kinh tế Trung Quốc nhiều, nên cái sự nhìn thấy đập vào mắt người ta nó không rõ. Nhưng mà nó cũng đã kéo theo cả những vấn đề xã hội, vấn đề trật tự an ninh ở Mỹ vì cái cuộc chiến thương mại Mỹ Trung. Thế còn hiện nay ấy, để ký cái giai đoạn 1 ấy, thì nó có một cái vấn đề là như thế này. Mỹ ép tối đa Trung Quốc là phải mua cái nông sản của Mỹ. Vì từ khi bắt đầu cuộc chiến thương mại đến giờ thì cái vấn đề người dân các trang trại ở Mỹ là phản ứng rất mạnh. Do cái Trung Quốc là nhà nhập khẩu lớn nhất cái nông sản của người ta, nhưng mà bây giờ bị ách lại. Thì bây giờ Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu là Mỹ phải mua 50 tỷ đô la nông sản. Thế nhưng mà Trung Quốc không đồng ý với cái sản lượng ấy, cái kim ngạch ấy. Bởi vì người ta nói đây là như thế là Trung Quốc phải mua gấp đôi, thậm chí hơn gấp đôi cái kim ngạch thương mại, kim ngạch nông sản bình thường của các năm, trung bình của các năm. Đấy là cái thứ nhất. Và cái thứ hai, Trung Quốc nói rằng do cái dịch tả lợn châu Phi đang triệt phá cái ngành chăn nuôi của Trung Quốc nên cái đầu lợn ấy đã giảm đi rất nhiều rồi. Thì bây giờ nếu như người ta mua một cái lượng nông sản hạt đậu tương lớn như thế về thì để làm gì? Cung lại vượt quá cầu. Và cái ấy nó không đúng theo cái cơ chế thị trường mà Mỹ luôn luôn đòi hỏi Trung Quốc phải làm. Trong khi đó thì Mỹ lại cũng yêu cầu Trung Quốc là không được gọi là đánh cắp bản quyền. Và gì nữa? Và không phải để cho các cái ngành, tập đoàn kinh tế của Mỹ làm ăn ở Trung Quốc được toàn quyền quyết định ngành hàng và cái giá cả của mình. Thì cái đó là cái khó hiện nay của hai bên. Thế nên tôi nói rằng là cho dù giai đoạn 1 có được ký nay mai ở đâu đấy thì để ký được cái giai đoạn 2 cũng còn đầy rẫy khó khăn trong cái cuộc chiến thương mại Trung Mỹ mà rất rất nhiều vấn đề chưa được giải quyết. Vâng, xin được cảm ơn nhà báo Phạm Phú Phúc. Thưa tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu ạ, nhắc đến bức tranh thương mại toàn cầu thì có một cái chỉ số mà chúng ta cũng rất là đáng quan tâm, đó là cái tăng trưởng thương mại toàn cầu năm 2019 thì đã sụt giảm mạnh nhất trong vòng 10 năm qua. Vậy thì theo dự đoán của ông, trong năm 2020 tới đây thì mức tăng trưởng này liệu rằng có được cải thiện hay không? Cũng như là sẽ có những cái nguy cơ, thách thức nào được đặt ra với cái tốc độ tăng trưởng như hiện nay? Theo những cái đánh giá mới nhất của IMF thì mức độ tăng trưởng của 2019 của kinh tế toàn cầu nó ở mức khoảng 3%, là thấp nhất trong vòng 10 năm qua. Chúng ta kỳ vọng rằng tăng trưởng của thế giới sẽ cao hơn mức 3% trong 2020. Thế nhưng mà thật sự tại thời điểm này rất khó mà có thể có một cái cơ sở chắc chắn để mà
lạc quan là kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng cao hơn 3%. Tôi không lạc quan là sẽ có một cái thỏa hiệp mạnh mẽ trong thời gian sắp tới. Chúng ta có quyền kỳ vọng là có những cái thỏa hiệp nào đó để cái cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc nó giảm cái tốc độ và nó giảm cái sự thiệt hại cho nền kinh tế thế giới. Nhưng mà tôi không lạc quan là cái cuộc chiến tranh thương mại Trung Mỹ sẽ chấm dứt và sẽ có một cái sự thỏa thuận kết thúc vào năm 2020, và nó có thể còn kéo dài nữa. Và đặc biệt nó liên quan đến tình hình nội bộ chính trị của Mỹ. Nếu mà ông Trump, ông ấy tiếp tục cái nhiệm kỳ sắp tới thì ông ấy đã tuyên bố là các anh coi chừng, tôi sẽ có những cái biện pháp còn mạnh mẽ hơn, cho đến bây giờ ông ấy đã cảnh cáo Trung Quốc. Về phía Trung Quốc thì có lẽ cũng đang mong muốn là Trump sẽ được thay thế bởi một tổng thống của Đảng Dân Chủ. Và Đảng Dân Chủ có thể có cái đường lối nó khác với lại Đảng Cộng Hòa và với ông Trump. Tuy nhiên, cái sự thiệt hại, cái cuộc thương chiến này gây ra, nó sẽ kéo dài nhiều năm. Không những cho Trung Quốc, cho Mỹ, mà cho toàn thế giới, và trong đó có cả Việt Nam. Thành ra tôi nghĩ rằng cái thiệt hại, chúng ta phải tính đến cái kịch bản là cuộc thương chiến này sẽ tiếp tục, mà ngay cả khi nó chấm dứt thì cái thiệt hại cho thế giới là vẫn tiếp tục trong những năm tháng tới. Và tất cả các quốc gia, trong đó có chính phủ Việt Nam, cần phải có một cái chiến lược để đối phó với những cái khó khăn mà chúng ta sẽ gặp phải trong thời gian sắp tới. Vâng, và đúng như những gì mà tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu vừa chia sẻ, thì trong cái bối cảnh đó, trong cái bức tranh thương mại toàn cầu như vậy, thì Việt Nam của chúng ta sẽ đưa ra những cách ứng xử ra sao, cũng như là thời gian tới đây thì sẽ có những cái cơ hội và cả những thách thức nữa. Thách thức nào nữa đang đợi chờ chúng ta ở phía trước? Với Việt Nam thì chúng ta thấy rằng trong 9 tháng vừa qua, nền kinh tế của Việt Nam có một cái sự tăng trưởng tốt. Đặc biệt là quý 3 tăng trưởng đến 7,8%. Thành ra tôi nghĩ rằng cho cả năm nay mình sẽ đạt được mục tiêu tăng trưởng là ít nhất 6,8%. Trong khi mình kiểm soát lạm phát cũng đang ở cái mức độ rất khả quan. Cho đến tháng 9 vừa rồi mình kiểm soát lạm phát ở cái mức dưới 4%, 2,8% đâu đó. Và cho cả năm tôi nghĩ rằng mình vẫn kiểm soát ở cái mức 4%. Nhưng mà đó là cái bối cảnh của 2019. Nếu mà chúng ta tiếp tục đi vào 2020 mà có nhiều những cái biến động trên tình hình thế giới nữa, chúng ta nên đưa ra nhiều kịch bản khác nhau, từ cái kịch bản tốt nhất đến cái kịch bản trung bình và cái kịch bản xấu nhất. Cho mỗi kịch bản đó, chính phủ nên đưa ra những cái biện pháp gói cho kịch bản tốt nhất, gói cho kịch bản trung bình và cái gói giải quyết cho kịch bản xấu nhất. Vì bất cứ cái trường hợp nào xảy ra thì chính phủ cũng đã có một cái kế hoạch để đối phó với cái tình thế trong tương lai. Đối với vấn đề ngoại thương, chúng ta biết rằng Việt Nam lệ thuộc rất nhiều vào ngoại thương. GDP của Việt Nam có thể năm nay lên đến 300 tỷ đô la. Và trong đó ngoại thương của Việt Nam, xuất khẩu của Việt Nam đóng một cái vai trò rất là quan trọng. Chúng ta biết Mỹ là cái thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Trung Quốc là cái thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam. Thế thì có lẽ một điều quan trọng trong những cái năm tới là Việt Nam cần phải phân bổ cái rủi ro đó ra bằng cách là đi tìm những cái thị trường xuất khẩu khác để có thể thay thế phần nào cái thị trường xuất khẩu của Mỹ. Rồi về thị trường nhập khẩu cũng vậy. Nếu mà chúng ta dựa quá nhiều vào cái nhập khẩu của Trung Quốc thì cái vấn đề mà chúng ta lệ thuộc luôn luôn là có cái rủi ro. Thế thì nên tìm những cái thị trường nhập khẩu khác có thể phần nào thay thế cho Trung Quốc. Thì tôi nghĩ rằng cái việc mà chúng ta đi tìm những cái thị trường mới, kể cả thị trường xuất khẩu và thị trường nhập khẩu, là cái điều mà chúng ta cần phải làm. Cảm ơn nhà báo Phạm Phú Phúc. Và một lần nữa thì cũng xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu đã đến tham gia với chương trình của chúng tôi và đưa ra những bình luận hết sức sâu sắc. Thưa quý khán giả và các đồng chí, mới đây thì Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đã tiếp tục hạ dự báo tăng trưởng thương mại hàng hóa toàn cầu trong năm 2019. Đây là năm thứ 3 liên tiếp WTO hạ dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu. Điều này cũng phản ánh tâm lý chung ghi nhận trong các bản báo cáo trước đó của Ngân hàng Thế giới WB và Quỹ tiền tệ quốc tế IMF. Những lo ngại này cần các nhà lãnh đạo, những quốc gia lớn ngồi lại với nhau để thống nhất các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thương mại toàn cầu. Và việc APEC 2019 không được tổ chức tại Chile và chưa có dấu hiệu sẽ được tổ chức tại quốc gia khác trong năm nay là một điều đáng tiếc, lỡ mất cơ hội ngồi cùng nhau tháo gỡ khó khăn cho kinh tế toàn cầu của 21 nền kinh tế lớn trên thế giới.
Tuy nhiên, mục tiêu tăng trưởng phát triển là mục tiêu chung của các quốc gia trên thế giới, nên hy vọng rằng sẽ sớm có những giải pháp để đà tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ khởi sắc trở lại. Và chương trình Người quan sát tuần này xin được dừng lại tại đây. Một lần nữa thì xin được cảm ơn quý khán giả và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào và hẹn gặp lại.